Mình xin chào tất cả các bạn nha. Sáng nay mình mới nhận được một cái hộp năng mực nè. Cái này mình đặt hồi ngày 11 tháng 11. Hôm nay là 13 tháng 11 thì mình đã nhận được rồi nè. Để mình khui thử coi năng mực này nhìn có đẹp không nha. Cái hộp này cũng khá là bự đó. Chà, tới một gang tay của mình luôn này. Cỡ 22 cm. À, cái năng mực mình mua là cái loại năng mực 8 đến 12 cm nha. Loại này cũng hơi bự á. Đây. Để mình đo thử coi có phải không nha. Sao thấy mấy cái miếng này nhỏ nhỏ các bạn ơi. Thấy nó hơi nhỏ nhỏ, không biết được 8 cm không trời. Thử nha. Nhìn nó ngắn vậy mà nó được 12 các bạn à. Miếng này mình thấy là miếng ngắn rồi đó, nhưng mà nó được 12 cm nha. Hay thiệt. Miếng này ngắn hơn nè. Ngắn hơn. Cũng được 11 cm chứ ít gì. Shop này bán chuẩn đó. Chuẩn chuẩn chuẩn. Trời, ở đây có cục bự khổng lồ nè. Wow. Để cho cục này coi. Wow. 14 luôn. Nhưng mà nó hơi xấu nha các bạn. Cái gì vậy trời, nó dính cái gì đây vậy? Miếng này thì bự đó, nhưng mà hơi xấu. Nó xấu chỗ này quá, chắc mình cắt bỏ khúc này qua. Bỏ khúc này đi. Chờ tụi nó ăn khúc dưới rồi, cái này thấy nó dính cái gì nè. Nói chung là cũng ok. Đây các bạn xem. Mình đặt là 12 miếng. 2, 4, 6, 8, 12. Cho mình đặt 12 miếng mà shop giao mình 13 miếng vậy ta. Để đếm đếm lại coi. 2, 4, 6, 8, 12. À, cái này chắc shop tặng mình quá các bạn ơi. Cũng được. Bán hàng đúng chuẩn. Tặng thêm một miếng. Để mình ngửi thử coi nó có mùi gì không nha. Chứ hồi đó mình đi nhặt năng mực là nó hôi lắm các bạn, rất là hôi. Sau khi ngửi một chút thì mình thấy là mấy cái miếng năng mực này nè, nó không có hôi lắm như là những cái miếng năng mực mà mình nhặt, nhưng mà nó cũng có mùi hơi hôi mùi hải sản mà nó khô các bạn, có hôi hôi chút xíu á, nên là cái này chắc là mình sẽ ngâm muối rồi mình đun sôi lại, xử lý lại một chút xíu rồi mới cho mấy ốc xài. Nãy mình nhặt lên 2 miếng, mình ngửi thì 2 miếng đều có một cái mùi hôi nhẹ nhẹ nha các bạn. Nó không phải mùi hôi của quá chất mà nó là mùi hôi của mấy hải sản chết á. Cái miếng này là đẹp đẹp nhất nè. Miếng này cũng đẹp nè. Thì hồi cách đây 5 năm á, cái lần mà mình đi bắt ông mượn hồn các bạn, là cái đợt đó mình cũng nhặt được một bịch năng mực á, hình như cũng được mười mấy 20 miếng á. Xong mình xài tới bây giờ á là hình như hết trơn rồi, hay là nó lạc đâu mất tiêu rồi, mình không còn miếng năng mực nữa, cho nên là mình phải đi mua. Mấy cái shop bán ốc mượn hồn thì người ta hay bán cái dạng năng mực bột của các bạn, nhưng mà mình thì mình không có thích cái loại năng mực đó. Nó mình cảm giác là nó không được nguyên chất, cho nên mình mới phải liều mạng mình lên Shopee mình mua ở một cái shop lạ. Mặc dù là shop đó người ta cũng bán phụ kiện cho chim á, nhưng mà hồi trước giờ mình chưa có mua lần nào nên mình cũng hơi sợ sợ chút xíu. Cái năng mực này á, là cái loại năng mực là 8 cho đến 12 cm. Ở trên Shopee người ta bán là 5.000 một miếng. Nói chung mình thấy giá đó cũng được. Hồi trước đây á, là người ta bán là nguyên 1 kg, mà dạo này lên Shopee thì mình thấy là người ta bán lẻ rất là nhiều, bán từng miếng như thế nè, bán cho chim nè, bán cho vẹt nè, bán cho rùa nè, cho mấy con nó ăn và cho ốc mượn hồn ăn luôn. Cái đợt mà mình đi bắt ốc mượn hồn gần đây nè, cái đây khoảng 2-3 tháng các bạn, mình cũng có đi kiếm năng mực luôn á, nhưng mà bây giờ tìm không có thấy nữa các bạn. Kiểu như giờ người ta biết cái năng mực, người ta biết cái công dụng của cái năng mực này nè, có thể cho
mấy cái con vật nuôi nó ăn á, nên là rất là nhiều người ta đi nhặt á, nên bây giờ mình đi nhặt không còn nữa, cho nên là mình phải đi mua nè. Rồi bây giờ mình sẽ báo cho các bạn tình hình của con rùa cà rốt nha. Nó đang leo leo nè. Đây. Nó đang leo leo trên cái bờ hồ nước muối nè. Thì hôm qua sau khi mình thay cho nó cái vỏ này xong nè. Đây cái vỏ này khá là đẹp luôn á các bạn. Đây. Màu cũng giống mà cà rốt nè, rồi trắng trắng nè. Thì từ cái lúc mà mình thay vỏ tới bây giờ luôn á, bây giờ là 2:20 chiều ngày chủ nhật, thì nó rất là ổn luôn rồi các bạn, rất là ổn định luôn. Nó không còn, nó không có còn nó bật mấy con kia ra để mà nó giật cái vỏ nữa, nó hết rồi, ok rồi, nó chịu cái vỏ này rồi các bạn. Thì mình có một cái chút suy nghĩ về cái con ốc này nè. Mình nghĩ là cái con ốc này á, nó là một cái con ốc chuyên đi cướp vỏ các bạn. Tức là sao? Tức là ví dụ như những cái con ốc khác đi ha, khi mà nó lớn lên nó cần thay vỏ, nó sẽ đi tìm cái vỏ trống để nó thay. Nhưng mà cái con ốc này thì nó đặc biệt hơn, nó sẽ không đi tìm vỏ trống mà nó sẽ đi cướp vỏ của những con đồng loại của nó. Nó thấy cái vỏ nào đẹp là nó lại nó nhào vô nó cướp đó. Tại vì nó cướp nhiều lần như vậy rồi cho nên nó mới có một cái kỹ năng, đó là cái kỹ năng cào vỏ đó các bạn. Hôm bữa giờ từ lúc mình nuôi ốc tới giờ là mình thấy cái tình trạng là ốc nó giành vỏ nhau cũng mấy lần rồi, nhưng mà đây là cái lần đầu tiên mình thấy một cái con ốc mà nó có cái khả năng gọi là nó dụ ốc khác ra một cách rất là nhanh luôn á, là nó cào lên vỏ của con khác. Thì mình nghĩ là cái con này nó đã làm cái hành động đó trong cái quá trình mà nó lớn tới bây giờ, là nó đã thực hiện cái việc rất là nhiều lần rồi, cho nên là nó mới biết được cái kỹ năng đó đó các bạn. Thì cái này cũng chỉ là cái suy đoán của mình thôi chứ mình cũng không có chắc được đó, mình nghĩ vậy đó. Con này là một một cái tên chuyên gia đi cướp vỏ, tại vì cách đây khoảng nửa năm rồi mình đã thay vỏ cho nó một lần rồi, và nó xài cái vỏ mà cái vỏ đó cũng lâu lắm, cũng được một thời gian đó, tự nhiên cái nó lột xác xong cái nó bắt đầu nó đi cướp tiếp. Đâu có trùng hợp gì các bạn, phải có một cái gì đó bất thường đây nè. Còn về cái con bơ đỏ này ha, đây con bơ đỏ này của mình đây, thì hôm qua giờ nó về cái bầy thì nó hòa nhập rất là tốt với bầy, nó không đi gây sự với ai hết, ngoài cái việc là bị cái con rùa cà rốt nó giành vỏ. Và hồi tối hôm qua thì mình cho nó ăn khoai lang luộc á, thì nó ăn cũng rất là tốt, nó ăn khoảng 15 phút hay gì đó. À, dạ, không kẹp mày, không kẹp, có dao vậy. À, nói chung là như vậy đó. Con này lột xác xong thì sức khỏe khá là ok, chỉ có cái màu là không có ok lắm thôi. Con bơ xanh á, nếu mà sức khỏe của nó ổn định thì ngày mai hoặc là ngày mốt nó phải lên. Nếu mà nó không lên thì mình bắt đầu lo lắng nha các bạn. Nó bắt đầu chui xuống cát là từ ngày 16 tháng 10. Hôm nay là ngày 13 tháng 11, tức là khoảng 28 ngày rồi đó. Nó nên lên đi nha. Đừng có ở dưới nữa nha. Còn con Revy Mini á, Revy Mini là hôm qua mình vệ sinh cái này xong là nó chui vô đây đúng không? Chui đây xong nó ở đây tới tối nó đào cái hang và nó đùng ra một cái đống cát rất là nhiều nè. Cái này thì mình đoán là 90% là nó muốn đi lột xác đó, 90%. Còn hai cái vợ chồng cá bảy màu á thì mấy hôm nay mình cho nó ăn cái cám Invi 3/5 nè, thì mình thấy là nó có ăn mà sao nó ăn không nhiều nha, nó ăn không nhiều nhưng mà một hồi thức ăn mất tiêu á. Cái cám này khi mà mình thảy vô cái mới đầu mình thảy vô cái hồ này á, là nó sẽ nổi nhưng một chút xíu á, chừng khoảng chừng mấy giây sau là nó chìm, không biết là nó có bị cái cục lọc này hút vô hay không nữa. Còn nhưng mà hai con cá này á, hai vợ chồng cá màu này thì nó rất là sung luôn các bạn. Mình mua nó về là hồi thứ năm tuần trước tới hôm nay như khoảng 3-4 ngày rồi á mà nó rất là sung. Các bạn thấy nó bơi hai cái vây bơi nó không? Đó 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 đó. Còn hai cái vây nó rung rinh liên tục phải không? Và nó luôn thủ thế sẵn nên nó phóng vụ 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 nó bơi. Nó bơi rất là ghê, nó bơi veo 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 veo. Bơi rất là nhanh luôn các bạn. Nhưng mà chắc là lâu lắm mới đẻ, cái bụng của con mái nó còn nhỏ quá các bạn. Các bạn coi con rùa nó đang đi kiếm mấy con cá nó ăn kìa. Đó đó đó. Nó thò đầu vô mấy cái lỗ nó đi kiếm cá nó ăn đó. Kiếm 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 kìa, coi còn nó kiếm kìa. Trời, để coi có cái đầu nó lìa qua lìa lại, các bạn thấy nó lìa không? Lìa dữ dằn thiệt luôn á. Rồi nó coi. Ôi coi anh lìa kìa.
Thì hôm qua tới bây giờ là mình có me, mình canh coi là cái con cá chuột kia nó có ra không để mình bắt nó đi. Mà hôm qua thì mình không thấy nó chui ra các bạn. Có khi nào nó chui bụng rùa vậy không ta? Ê rùa, có phải là mày ăn con cá chuột kia rồi không? Ừ? Đâu mày gật đầu tao coi cái coi. Gật không? Hay là lắc đầu đi. Ôi, không biết là nó có ăn chưa nữa. Cái hai con cá chuột đó thì mình đã bắt nó ra ngoài khỏi cái hồ thủy sinh này mấy ngày rồi, như là hơn tuần rồi đó, nhưng mà tới bây giờ thì những cái cây rẫy của mình nè, những cái lá của nó nè vẫn bị mục rữa nè và bị rỗ nè, cho nên là bây giờ thì mình nghĩ là cái nguyên nhân không phải là do những con cá chuột các bạn ơi, có lẽ là những con cá nô lệ rồi. Tại vì mình rất là hay thấy nó leo lên mấy cái lá này, thì mình cần phải theo dõi thêm mới biết được. Nói chung là chơi thí sinh nó cũng không có đơn giản đâu. Rồi, thôi video của mình hôm nay đến đây thôi ha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn đã xem video.